chở về Thọ Sơn An Giang nè. Lên thằng to đi, quýt đít đi bác, bác quýt đít, không dựng dây cho quýt đít lên. Từ từ anh chỉ chắc nha. Chú mạnh lên, chú mạnh lên. Đây thì lô bò lớn nha, bốn con đầu này là 20 triệu một con nè. Bò này 1m23 bò này thì dỗ tốc độ nha, bò này dỗ khoảng 6 tháng 5-6 tháng là mình bán luôn này, 20 triệu một con. Đó, tiếp theo là 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 con này giá 16 triệu một con thì nguyên giải này luôn. Muốn bắt con nào bắt, mẫu bò kem đẹp nha, 16 triệu. Thì nói chung tiền nào có nấy, mình thấy cái vừa ý thì bắt, nhưng mà ở đây bán là bao. Giống bò bự con nha, nấy nền nè. Nấy anh quýt, nấy siêu thịt, nấy pháp không, chứ không có bò bô bò xin nha. Bò bô bò xin nó đẻ ra con nghé thì mình thấy vậy, chứ mình nuôi nó không có vô thịt. Nó rất là chậm nha. Rồi đó, quay sơ lược đi mà anh chỉ ơn ý cái nào bắt. Còn bên đây nữa. Nó đủ cỡ cho mình luôn. Này thì 3B nha. Này cũng có một cặp bò kem. Cặp này 35 triệu. Chúng biết cái này cũng chưa có đăng nữa. Thì coi được cái ân ý kìa, alo em. Vậy em quay kỹ lại. Mình coi trực tiếp luôn cũng được.